Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. À, chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe bật lửa đẹp. Em xin làm clip giới thiệu đến các anh yêu thích bật lửa cũng như là các anh yêu thích xuất, hút xì gà một mẫu bật lửa mới đến từ nhãn hiệu Lubinsky Mẫu này có mã hàng là 10014 các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là 10014 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm, hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau, uh, cũng như là xem uh, các màu sắc khác. Như thường lệ em giới thiệu thì hôm hai lớp rất là sang trọng chính vì vậy là nếu mà các anh mua làm quà tặng biểu xếp bạn bè đối tác đồng nghiệp thì rất là ok rất là đẹp rất là sang trọng luôn cái logo nhận diện mới của Lubinsky thay đổi mới từ năm 2019 trở đi Cái mẫu này mẫu mới nhất, mẫu Lubinsky Mã hàng thì em có để ở trên góc trái màn hình chính như vậy Khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng nhớ chính xác mã Để bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh anh nhá. Cái ga màu em đang cầm ở trên tay đó là màu vàng đồng Ngoài cái màu vàng đồng thì em còn một số màu sắc khác Uh, như các anh nhìn thấy đây là một chiếc bật lửa kho và có thể nhìn thấy dung lượng ga, cái bình ga rất là lớn, chính vì vậy các anh có thể chứa được rất là nhiều ga và cái thiết kế cũng rất là độc đáo, cái phần uh, viền này được làm bằng kim loại các anh nhé và ở đây thì được làm bằng nhựa và ở đây được khắc logo Lubinsky, uh, Lubinsky và được dập chìm xuống rất là ấn tượng và rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là thanh lịch và cũng rất là đẹp. Lubinsky là một nhãn hiệu rất là nổi tiếng về các mẫu kho với giá khá là vừa phải phù hợp với nhiều anh và cũng rất là nhiều thiết kế đẹp à, cũng như là cái phong cách của Lubinsky theo đuổi là cái phong cách à, à, Ai cập cổ đại chính vì vậy tạo ra một cái gu rất là riêng và rất là độc. À, ở đây là cái chân Uh, điều chỉnh ga to nhỏ đồng thời là cái cổng bơm ga luôn hết ga thì các anh dùng bình ga mini dí vào thôi là ok rồi nhá cực kỳ dễ thôi các anh chưa biết cách bơm ga thì các anh nên uh, xem clip ở trên kênh youtube ambe bật lửa đẹp giúp em uh, còn nếu mà khi mà đặt hàng thì các anh nhớ mua thêm bình ga ở bên em bởi vì là uh, ga để hút cho xì gà thì nó là một cái loại ga để không để lại mùi và không bị ảnh hưởng đến hương vị xì gà các anh lưu ý nhé còn nếu như các anh mua ở bên ngoài cũng được thôi nhưng mà nó sẽ để lại rất là nhiều mùi đấy ạ đó. Đây là khò Cái bật lửa khò hai tia rất là mạnh mẽ luôn các anh Khò hai tia mạnh mẽ Khò lửa màu xanh thì nó sẽ không để lại muội Cũng như là không bị ám mùi Cũng như không dư ga Và nó rất là mạnh về Chính vì vậy là giúp các anh chăm xì gà nhanh hơn Hiệu quả hơn Ở đây thì cái lớp cách nhiệt này Giúp cái tăng cái nhiệt độ lên rất là cao Lớp cách nhiệt này giúp tăng nhiệt độ lên rất là cao Mà nó cách nhiệt luôn, luôn với phần vỏ chính vì vậy nó sẽ không bị nóng cái phần vỏ nếu mà các anh khò lâu và khò nhiều lần và đặc, điều đặc biệt là hai cái lia khò này nó sẽ trụm vào nhau như thế này trụm vào nhau đó các anh quan sát lại nó trụm vào nhau tạo thành một ngọn lửa to rất là to và rất là mạnh anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này ambe shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc hoặc là các anh có thể truy cập website ambe vn đặt mua luôn ở trên website để tiết kiệm thời gian thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé xin cảm ơn các anh rất là nhiều